Chào mừng quý vị các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau soi nhanh xem chiếc xe Hyundai Kona phiên bản 2021 sắp được ra mắt tại Malaysia có những nâng cấp gì. Subaru Outback Wilderness được ra mắt toàn cầu, chiếc xe SUV 7 chỗ địa hình đến từ thương hiệu Nhật Bản. Ford ngừng sản xuất F-150 Raptor vì thiếu chip bán dẫn, khách hàng phải chờ giao xe sau khi đặt cọc 2 tháng. Ô tô nhập khẩu ở Việt Nam đang tăng đột biến trong tháng 3 năm 2021. Để đến với bản tin số 19 của Auto Việt Nam, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Nhà phân phối Hyundai tại Malaysia cho biết mẫu xe Hyundai Kona phiên bản 2021 sẽ được ra mắt vào ngày 16 tháng 4. Điểm đáng chú ý ở đây đó là phiên bản 2020 chỉ mới được ra mắt ở Malaysia vào tháng 10 năm ngoái. Chiếc crossover hạng B của Hyundai đang là một trong những cái tên được khách hàng Việt Nam rất săn đón. Nhiều khả năng trong năm nay phiên bản nâng cấp của mẫu xe này sẽ sớm được TC Moto đưa về để cạnh tranh với Kia Seltos và các đối thủ nằm ở trong phân khúc. Tại châu Âu và Hàn Quốc, Hyundai Kona 2021 được trang bị khối động cơ Smart Trim thế hệ mới với cấu hình xăng tăng áp 1.6 lít, động cơ diesel dung tích 1.6 lít hoặc MyHybrid 1.0 lít. Các tùy chọn đi kèm như là hộp số tự động liên hợp kép 7 cấp, hộp số bán tự động 6 cấp và hộp số sàn 6 cấp. Ngoài ra mẫu xe này còn có phiên bản thuần điện được sử dụng pin 64 kW, phạm vi di chuyển trong một lần sạc đầy khoảng 482 cây số. Công suất tối đa là 201 mã lực và mô men xoắn cực đại là 395 Nm. Điều này giúp cho xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ với 7,6 giây. Thiết kế nội và ngoại thất của Hyundai Kona 2021 được cho là trẻ trung và hiện đại hơn phiên bản tiền nhiệm rất nhiều. Những chi tiết đáng chú ý bao gồm đèn chiếu sáng, đèn hậu, vô lăng thể thao, cùng màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, bản đồng hồ tắt lô kỹ thuật số. Ở trên phiên bản được bán ra tại Hàn Quốc, phần cấu trúc ở khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế tối giản hóa, sử dụng những nút bấm cơ học trông rất gọn gàng và tinh tế. Tuy vậy thì theo như mình quan sát ở trên phiên bản sắp ra mắt tại Malaysia và sắp tới về thị trường Việt Nam, phần cấu trúc này gần như là vẫn được giữ nguyên so với phiên bản cũ, không có những cái sự thay đổi mạnh mẽ và táo bạo. Điểm nhấn về mặt công nghệ trên Hyundai Kona mới đó là xe được trang bị hệ thống an toàn chủ động Smart Sense Active Safety. Cá nhân tôi cho rằng các hãng xe đến từ Hàn Quốc luôn rất vượt trội về khâu thiết kế sản phẩm và có một cái mức giá bán luôn ở mức hợp lý. Chỉ có điều hiện nay trong phân khúc này, Hyundai Kona hay các mẫu xe khác như Kia Seltos, Honda HR-V, Ford EcoSport, MGZS đều là những mẫu xe sẽ phải đương đầu với một đối thủ rất tiềm năng, không ai khác đó chính là mẫu xe ô tô điện VinFast VF E34. Lý do là mẫu xe đến từ thương hiệu Việt Nam đi tiên phong trong phân khúc vì sử dụng hoàn toàn bằng điện. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều công nghệ tự hành cấp độ 2 và 3, có thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và cuối cùng đó là một cái mức giá bán hợp lý. Chính vì lẽ vậy mà các đối thủ nằm ở trong phân khúc này, ngay kể cả Hyundai Kona thế hệ mới, cũng chưa chắc đã mang nhiều sức hấp dẫn như vài năm trước đây. Chưa cần phải nói đến khả năng vận hành ưu việt ra sao, thì ngay từ câu thiết kế sản phẩm tôi đã không đánh giá cao những mẫu xe của Subaru. Trên thực tế thì điều này đã xảy ra với cả những mẫu xe đã có mặt rất lâu ở trên thị trường hiện nay. Không có nhiều điểm nhấn ở phần đầu xe, thiết kế thân xe theo kiểu bùi bay nhưng quá dở dàng. Nhìn chung về tổng quan phong cách thiết kế thì Subaru không có nhiều lợi thế cạnh tranh với các đối thủ đến từ Mỹ nếu làm xe địa hình off-road. Tuy nhiên điểm đáng chú ý và khen ngợi của mẫu xe này đó là hệ thống treo mới sẽ cung cấp hành trình cho giảm xóc dài hơn và khoảng sáng gầm cao hơn. So với phiên bản Outback tiêu chuẩn thì phiên bản này có khoảng sáng gầm lên tới 241mm. Thay đổi thiết kế cũng giúp cho phiên bản này tăng góc tiếp cận và góc thoát lên mức 20 độ và 23,6 độ. Phần hông xe được mở rộng thêm khoảng 41mm nhờ bộ tai xe. Vì thế, chiều rộng của Subaru Outback Wilderness là 1.895mm. Tôi cho rằng chiếc xe này sẽ có một cái không gian rất rộng rãi. Bên trong khoang nội thất của Subaru Outback Wilderness sử dụng hoàn toàn bằng một tông màu tối. Nổi bật nhất là phần ghế da có cấu trúc thiết kế khá là hiện đại, được làm từ vật liệu chống thấm nước Startech. Bên trên vô lăng và cần số cũng được điểm xuyết thêm những cái phần chi tiết màu vàng cam, tăng độ thẩm mỹ cho xe. Điểm nổi bật về khả năng vận hành của xe đó là khối động cơ xăng tăng áp 2.4 lít sản sinh ra công suất khoảng 260 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 376 Nm, đi kèm với hộp số tự động Lightronic CVT được tinh chỉnh giúp cho xe có khả năng leo dốc 40% trên bề mặt sỏi. Cá nhân tôi cho rằng mẫu xe này có điểm mạnh về khả năng vận hành. Tuy vậy thì câu thiết kế sản phẩm vẫn là điểm yếu chết người của những mẫu xe đến từ Nhật. Chính vì lẽ đó, nếu như có mặt ở tại thị trường Việt Nam, nhiều người sẽ cảm thấy không hứng thú và mặn mà với mẫu xe này. Nhà máy sản xuất F-150 Raptor ở Dearborn, Michigan sẽ dừng hoạt động trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 5 tháng 4. Sau đó nhà máy sẽ hoạt động tăng ca trở lại vào tháng 5.
Hiện tại hãng xe đến từ Mỹ đã xác nhận là 5 nhà máy khác ở Bắc Mỹ cũng rơi vào tình trạng thiếu chip, bao gồm nhà máy tại Kansas, nơi sản xuất F-150 và nhà máy Chicago, nơi sản xuất Explorer và Lincoln Aviator. Trong khi đó, các mẫu xe là Ford Escape và Lincoln Corsair vẫn được sản xuất giới hạn tại nhà máy ở Kentucky. Chất bán dẫn là một trong những linh kiện rất quan trọng hiện nay trên xe ô tô. Nó kiểm soát hoàn toàn các hệ thống quan trọng trên xe, từ định vị, Bluetooth cho đến cả những chi tiết nhỏ như là cần gạt mưa trên kính chắn gió. Nguyên nhân thiếu chip bán dẫn là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, có một nguyên nhân khác đến từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhắm vào những công ty sản xuất chip của Trung Quốc. Điều này dẫn đến việc thiếu hụt trầm trọng phần vật tư linh kiện này. Không chỉ riêng Ford mà hầu hết các hãng xe lớn hiện nay cũng đang thiếu trầm trọng chất bán dẫn mà phải đóng cửa nhà máy của mình. Ví dụ như là Honda và GM cũng đã phải đóng cửa nhà máy tại Mỹ. Hyundai ngày hôm qua cũng đã cho đóng cửa nhà máy số 1 tại Ulsan, Hàn Quốc. Và rất nhiều nhà máy khác cũng đang trong tình trạng tương tự. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng xe ô tô nhập khẩu về nước trong tháng 3 năm 2021 ước đạt 17.000 xe, tăng khoảng 7.000 chiếc so với tháng 2. Giá trị kim ngạch ước đạt trên 347 triệu đô la, tăng 69,3% về số lượng và 66,3% về giá trị so với tháng trước. Nhờ vào sự bùng nổ của số lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 3 mà tổng lượng xe nhập về trong quý 1 2021 đã lên tới 35.000 chiếc, tăng hơn 5.000 chiếc so với cùng kỳ năm 2020. Tổng kim ngạch nhập khẩu xe trong tháng 3 năm 2021 đạt 771 triệu đô la Mỹ. Và nếu như so sánh cùng kỳ tháng 3 năm 2020, xe nhập về Việt Nam trong năm nay tăng hơn 5.000 chiếc, xấp xỉ 30%. Đây cũng là tháng có số lượng xe nhập khẩu cao nhất kể từ năm 2019 tới nay. Giống như năm 2020, lượng xe nhập khẩu về thị trường Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, ví dụ như là Thái Lan và Indonesia. Một số các quốc gia khác nhập khẩu xe vào Việt Nam như là Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Anh, Đức và Nga có số lượng không đáng kể vì chưa tới 10% số lượng xe. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 19 của Auto Việt Nam. Ở cuối video, mình xin gửi tới các bạn những hình ảnh đẹp nhất về chiếc xe Mercedes-Benz CLS 2022. Xin kính chào và hẹn gặp lại!